Mặc dù là thành phố Hồ Chí Minh bước vào cái ngày đại hội đầu tiên, nhưng mà phải nói là trước tình hình các tỉnh miền Trung chúng ta đang bị bão lũ, thiệt hại về vật chất cũng như con người rất lớn. Do vậy đó là Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo là chấp thuận việc chủ trương tổ chức đoàn công tác thành phố thăm và hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại cơn bão số 6 gây ra với số tiền là 1.300.000.000 đồng. Trong đó hỗ trợ tỉnh Quảng Bình là 500 triệu, tỉnh Quảng Nam 500 triệu và tỉnh Quảng Ngãi 300 triệu từ nguồn quỹ cứu trợ thành phố. Do vậy là tôi xin được thông tin lại với anh chị em phóng viên về cái nội dung mà Thường trực Thành ủy chỉ đạo trước một cái sự rất là đau lòng, thiệt hại về người, về tài sản do tình hình mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.